Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 thảo luận tại tổ về một số dự án luật dự thảo nghị quyết được xem xét thông qua tại kỳ họp. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác, huy động nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 thảo luận tại tổ về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết được xem xét thông qua tại kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật liên quan, về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Các đại biểu khẳng định sự cần thiết ban hành luật. Một số ý kiến đề nghị trong luật đầu tư cần bổ sung chỉnh tự, thủ tục cho cơ quan được phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung quy định dừng, tạm dừng, công tác phối hợp xử lý tài sản, thi hành án trong luật thi hành án dân sự. Xem xét bổ sung quy định cho cụ thể và quy định người có thẩm quyền, quy định chi tiết thi hành điều khoản này. Và nội dung này thì có ý nghĩa rất quan trọng vì có một nguyên tắc trong thi hành án dân sự là chỉ được kê biên tài sản thi hành án tương đương với nghĩa vụ của người phải thi hành án. Do vậy, khi ủy thác xử lý tài sản ở nhiều nơi, nếu không có sự quản lý phối hợp chặt chẽ thì rất dễ dẫn đến tới việc xử lý tài sản vượt quá nghĩa vụ phải thi hành, và khi đó trách nhiệm lại thuộc về cơ quan thi hành án lời ủy thác. Góp ý vào nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định luật đầu tư sửa đổi đã có sự thay đổi lớn theo hướng phân vốn, phân quyền, giao trách nhiệm cho các địa phương. Song trong khoản 6 điều 17 của luật đầu tư công cần quy định giao rõ thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc cấp mình quản lý. Trong luật đầu tư đối tác công tư cần bổ sung quy định về dự án sử dụng vốn ODA, làm rõ phương hướng, cơ chế phân cấp, phân quyền, xử lý bảo đảm thống nhất với các quy định của luật đất đai, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện phân cấp. Song song với việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền thì cần tăng cường hơn nữa hiệu quả của những cơ chế biện pháp kiểm tra giám sát kiểm soát việc phân cấp phân quyền một cách hữu hiệu. Bởi vì một trong những quan điểm được khẳng định tại nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đó là đẩy mạnh phân cấp phân quyền hợp lý hiệu quả phải được thực hiện đồng thời với tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. Và nhất là trong thời gian qua thì việc phát triển các dự án xây dựng nhà ở khu đô thị, dự án trong khu vực bảo vệ các cái khu di tích thì vẫn còn có những cái vi phạm khuyết điểm mà chúng ta phải quan tâm. Do vậy tôi cũng đề nghị là cái phân cấp của chính phủ theo cái dự thảo mà rất lớn 300 hecta, nhưng mà chúng ta cần có những cái cơ chế được kiểm soát. Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đều cho rằng cần ra soát tính toán bảo đảm hướng tuyến đồng bộ với các công trình, dự án, khu dân cư nằm trên tuyến, làm rõ nguồn vốn thực hiện và xây dựng lộ trình, kế hoạch giải ngân, nên tách giải phóng mặt bằng, tái định cư thành tiểu dự án giao cho địa phương thực hiện. Về phương án thiết kế, sơ bộ thì đề nghị chính phủ ra soát kỹ lưỡng tuyến đường cao tốc để đảm bảo phương án thiết kế thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và giải pháp hiệu quả để xử lý các khu vực có nền đất yếu, khu vực xảy ra sạt lở đất và cân nhắc lưu ý các khu vực liên quan đến quốc phòng an ninh mà tuyến đường đi qua, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến các di tích lịch sử, khu bảo tồn, vườn quốc gia, bổ sung các giải pháp để tránh
gây ngập úng, ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ, bố trí các đường gom, hầm chui dân sinh phù hợp để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân thuận tiện. Nếu như chúng ta không tách ra thì chúng ta sẽ rất khó khăn. Đến thời điểm này, giai đoạn các tuyến ở giai đoạn 2018-2021-20 đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong sau gần 4 năm thực hiện. Thế nên là tôi đề nghị là tách cái giải phóng mặt bằng thành cái tiểu dự án. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận góp ý vào dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tán thành việc ban hành nghị quyết. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng quy định hàng năm Trung ương hỗ trợ 70% là không cần thiết vì hiện Cần Thơ đang hướng tới trở thành trung tâm vùng nên dành nguồn hỗ trợ cho các địa phương khác thực sự khó khăn. Bên cạnh đó, cần làm rõ quy mô các hoạt động chủ yếu của trung tâm vùng, rà soát chỉnh lý quy định cụ thể đối tượng được hưởng ưu đãi, hướng đến tạo điều kiện cho những đối tượng đang gặp khó khăn phát triển, qua đó tạo sức lan tỏa, phát triển chung trong toàn vùng. Ngày mai, Quốc hội thảo luận trực tuyến về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đến dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên tỉnh ủy. Dự lễ dâng hương có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn đã báo cáo với Bác về những thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ vừa qua, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại chung của tỉnh Vĩnh Phúc. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới tiếp tục được mở rộng. Công tác vì người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương. Công tác thông tin đối ngoại và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đều có những bước tiến mới. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn hứa tập trung trí tuệ, đoàn kết tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày mai, mùng 7 tháng 1 năm 2022, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song ngành văn hóa, thể thao và du lịch vẫn đạt được nhiều thành tích nổi bật. Vĩnh Phúc đã đạt 55 huy chương tại các giải thể thao quốc gia, trong đó có 18 huy chương vàng. Đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã thăng hạng lên giải vô địch quốc gia năm 2022. Tham gia liên hoan ca mối nhạc toàn quốc đạt một giải xuất sắc, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực công hiến của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh quan điểm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 khẳng định văn hóa là hồn cốt của địa phương. Do vậy, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục tham mưu cho tỉnh có những cơ chế, chính sách và các giải pháp xây dựng văn hóa đặc trưng của Vĩnh Phúc, tập trung lựa chọn, ưu tiên phát triển những phong trào văn hóa trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện theo từng giai đoạn, chú trọng công tác khôi phục, tôn tạo, lưu giữ bản sắc văn hóa đặc trưng ở từng vùng miền địa phương, tích cực tham mưu chính quyền địa phương xây dựng các công trình phúc lợi, khu vui chơi công cộng phục vụ người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị năm 2022, ngành tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, ưu tiên đầu tư lĩnh vực thể thao thành tích cao, quan tâm phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của ngành tài chính với những đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong năm 2021, đồng thời cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như đột phá về thể chế của ngành tài chính vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước, chưa mang tính ổn định và dài hạn, vẫn còn tình trạng đối phó tình huống. Công tác quản lý tài sản công còn bất cập, việc cơ cấu lại đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính cần tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và đề nghị ngành tài chính cần bám sát chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp nêu tại nghị quyết 0102 năm 2022 của Chính phủ, chủ động theo dõi sát tình hình trong nước và thế giới để tham mưu kịp thời cho Chính phủ ứng phó linh hoạt với các biến động vĩ mô cũng như các biến động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ nhằm bảo đảm mục tiêu ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đồng thời thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch trong quá trình kiểm điểm thực hiện nghiêm túc đúng quy định, nêu cao tinh thần tự phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm trong góp ý và nhận thức rõ trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, đặc biệt gắn trách nhiệm của tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương và lĩnh vực được phân công phụ trách, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn trong năm 2022. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó xác định rõ trách nhiệm theo lĩnh vực phụ trách của từng đồng chí. Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị lần thứ 8 để kiểm điểm tập thể cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Yên đề nghị tập thể Ban Chấp hành và cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong quá trình kiểm điểm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu thảo luận và đóng góp ý kiến cho tập thể và cá nhân trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao, không nể nang, né tránh. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chia thành 4 tổ thảo luận cho ý kiến đối với nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh và các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương kết quả đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, đồng thời yêu cầu năm 2022 các bộ ngành địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo tiến độ chất lượng các dự án đầu tư, kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp, khoa học, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ và đường thủy gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong, sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2022. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố và các sở, ban ngành của tỉnh bám sát kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh xây dựng kế hoạch phù hợp, triển khai có hiệu quả năm An toàn Giao thông 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đặc biệt phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông để người dân đi lại đón Tết an toàn, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 1 năm 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã thông tin những kết quả của ngành xây dựng trong năm 2021, đồng thời trả lời một số nội dung được các cơ quan báo chí phản ánh về công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh.
định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền đậm nét những kết quả mà Vĩnh Phúc đạt được sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và thành tựu 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng tin bài, phản ánh những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, hướng đến khán thính giả và bạn đọc. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương đã thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho toàn bộ người dân. Trong ngày đầu tiên, xã đã phát hiện một trường hợp là học sinh ở trường tiểu học trên địa bàn xã dương tính với virus SARS-CoV-2 và sau đó phát hiện thêm 7 trường hợp là học sinh bị dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đã được làm xét nghiệm PCR và chờ kết quả. Qua 2 ngày thực hiện test nhanh, toàn xã có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã đang tiếp tục thực hiện các biện pháp khoanh vùng, tổ chức cách ly y tế và chuyển các trường hợp F0 đến cơ sở điều trị bệnh theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vĩnh Phúc ghi nhận 186 ca mắc SARS-CoV-2, trong đó 26 ca đã cách ly tập trung, 114 ca tại cộng đồng, 46 ca cách ly tại nhà. Để tiếp tục chủ động quyết liệt kiểm soát hiệu quả và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Yêu cầu chung, người đến về tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện nghiêm 5K, các quy định phòng chống dịch hiện hành của Bộ Y tế và tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa, người tiếp xúc gần, F1. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 là đối tượng F1, thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, tuân thủ 5K nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR 2 lần vào ngày thứ nhất và thứ bảy. Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, chưa được công bố khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thì thực hiện cách ly y tế tập trung. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ ba và ngày thứ 14. Thưa quý vị, từ khi được thành lập đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động góp phần cụ thể hóa chương trình đối ngoại của tỉnh, thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác, huy động nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn, đặc biệt là chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, song Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân lớn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, các hội viên và hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi đánh giá cao sự tích cực, chủ động vượt qua khó khăn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Liên hiệp luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức của người Vĩnh Phúc ở nước ngoài và 2 năm 1 lần tổ chức hội nghị Xuân quê hương. Chương trình đã tạo được sự hưởng ứng của đông đảo kiều bào từ khắp mọi miền trên thế giới và trở thành cầu nối giữa lãnh đạo chính quyền Vĩnh Phúc và bà con sinh sống ở nước ngoài, đồng thời là diễn đàn giao lưu, trao đổi thông tin, thu hút kiều bào về đầu tư tại Vĩnh Phúc. Sau 5 chương trình, Liên hiệp hữu nghị vận động kêu gọi kiều bào tài trợ trên 2.500 xuất quà trị giá 921 triệu đồng cho các hộ nghèo đón Tết. Hàng năm, Liên hiệp đều phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức xúc tiến viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Giá trị viện trợ trung bình hàng năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Phúc đạt khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Trải qua 2 nhiệm kỳ đại hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tích chung của công tác đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc, đóng góp vào thành công và sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc trong 25 năm qua,
kể từ khi tái lập. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc với trên 5.000 hội viên sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác, huy động nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Phúc vì mục tiêu đổi mới, phát triển. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch xả nước của các hồ thủy điện phục vụ đổ ải sản xuất vụ đông xuân đợt 1 từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 đến 24 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Hiện nay, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi đã thực hiện bơm trữ nước nhằm đảm bảo đủ nước phục vụ cho bà con nông dân làm đất gieo cấy vụ đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, Vĩnh Phúc phấn đấu gieo trồng hơn 38.700 ha cây hàng năm, trong đó diện tích lúa 29.500 ha, diện tích màu là 9.200 ha. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Liên Sơn là đơn vị được giao nhiệm vụ tưới tiêu cho 2/3 diện tích gieo trồng thủy lợi của toàn tỉnh. Để chủ động trong công tác tưới, công ty cũng huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm lấy nước hiệu quả ngay trong đợt 1 phục vụ cho công tác tưới vụ đông xuân 2021-2022. Phục vụ sản xuất nông nghiệp trong cái điều kiện như vậy biến đổi khí hậu và tình khó khăn hiện nay thì công ty cũng đã chủ động hiện nay đã đóng cống 5 cửa Liên Sơn, tổ chức nạo vét như vậy các cái cửa khẩu Bạch Hạc, Đại Định, Liễu Trì và đầu mối Liên Sơn, sửa chữa các công trình, tu bổ sửa chữa công trình và bảo dưỡng máy móc, sẵn sàng phục vụ như vậy là cho cái vụ đông xuân tới. Khi cần thiết, chúng tôi có thể như vậy lắp các cái trạm bơm dã chiến như vậy ven sông và lấy nước như vậy là ở dọc kênh chính để đảm bảo cấp nước cho phục vụ cho sản xuất cho như vậy nhân dân. Theo đánh giá chung, điều kiện thủy văn tại các hồ thủy điện và các sông lớn cung cấp nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân năm nay khó khăn hơn so với cùng kỳ các năm trước. Các địa phương cần khuyến cáo hướng dẫn nông dân bố trí khung thời vụ hợp lý, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các diện tích khó cấp nước. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung lấy nước ngay từ đợt 1. Đối với các trạm bơm ven sông, đề nghị các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung các nhân vật lực để vận hành tối đa các công suất. Đối với các diện tích khó khăn về nguồn nước tưới, đề nghị công ty phải bố trí các máy bơm dã chiến hoặc có khuyến cáo với bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây trồng chịu hạn khác. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động phối hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch lấy nước, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, tập trung đưa nước lên ruộng, bảo đảm đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, giữ nước, giúp lúa đẻ nhánh làm đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quyết định ban hành chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thế mạnh dựa trên nhu cầu phát triển phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 là một tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước. Nội dung của chương trình nhằm kết nối hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước, xúc tiến đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận thông tin, giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 có tổng kinh phí thực hiện là gần 95 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước là khoảng 66 tỷ đồng và hơn 28 tỷ đồng từ các nguồn khác. Thông qua chương trình phấn đấu đến năm 2025, công nghiệp hỗ trợ của Vĩnh Phúc trở thành một mắt xích cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng giá trị cao trong dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Đội Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện bắt giữ 16 kg pháo nổ. Vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 4 tháng 1 năm 2021, tại tuyến quốc lộ 2 thuộc địa phận thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tổ công tác Đội Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc
phát hiện một nam thanh niên tên là Hà Văn Toàn, sinh năm 2004, có hộ khẩu thường trú tại xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, đang vận chuyển một bao tải, nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong bao tải có chứa 10 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng là 16 kg. Hà Văn Toàn khai nhận mua toàn bộ số pháo hoa nổ này từ địa chỉ trên mạng xã hội, đang trong quá trình vận chuyển về cất giấu và sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.